Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Sâu Review. Các bạn xem video hãy giúp Sâu một like, share, comment và subscribe kênh Sâu Review nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất nhé. Chuyện xuyên không thành phàm nhân vô địch tại tu tiên giới, tập 303, tiếp theo phần trước. Dịch phong ở trong bí cảnh cho ba con hàng tử sĩ đồ ăn khiến bọn chúng cảm động rớt nước mắt, quyết đi theo chân hắn, đi đến cửa ải đầu tiên hải dung nham, ba khứa vất vả chống đỡ quái vật. Còn với suy nghĩ khác người, dịch cá mặn bắn thẳng xuống dòng dung nham với hy vọng tìm chất mà hú hồn chìm én dung nham hóa ra làm bằng tương cả có thêm cả vị cam đây chính là cửa ải khảo nghiệm dũng giả chi tâm lúc này sau khi vượt qua cửa cả bốn người được truyền tống tới một căn phòng kín cùng với tiếng nói văng vẳng bên tai xin chúc mừng các ngươi đã vượt qua cửa ải đầu tiên điều này làm ba con hàng kia ngạc nhiên nhìn xung quanh không biết giọng nói từ đâu ra cô ẻm nói với hai thằng đệ cạm bẫy thiết kế của cửa ải đầu tiên này thực sự quá bất ngờ không ngờ rằng bọn họ đã vượt qua nó rồi. Còn hai thằng đệ béo gầy thì đang ôm nhau, nước mắt lưng tròng, thật tuyệt vời ông mặt trời, ta gần như đã sợ vãi đáy cả ra quần rồi đó. Tưởng rằng chúng ta đã bị quái vật sơi tái rồi cơ chứ, tuyệt vời quá, tất cả chúng ta vẫn còn sống, hu hu hu. Còn Dịch Phong thì đang nhìn cái tấm bia đá trước mặt hắn, là cửa ải thứ hai, hắn cũng đã minh bạch cái cửa ải đầu tiên. Chẳng trách những người trước đây tham gia tử vong truyền thừa đều không thể nào vượt qua được cái khảo nghiệm đầu tiên này. E rằng bọn họ đều nghĩ cách đơn giản là tránh né quái vật và dung nham bằng cách vượt qua cái cây cầu gỗ đó, chưa từng có ai nghĩ tới sẽ nhảy xuống dòng dung nham dưới sông để vượt ải. Ba con hàng tử sĩ lúc này quay sang ôm nhau sung sướng, may mắn thay, ân nhân của chúng ta đã nhìn thấu tất cả cạm bẫy của cửa ải đầu tiên, tìm ra điểm mấu chốt cần vượt qua, cho nên tất cả chúng ta mới có thể vượt qua được và sống sót, điều này làm cho ba khứa cảm động trước sự bố đời của đại lão trước mắt này lắm. Nhưng bọn chúng đâu biết dịch cá mặn đang khóc tiếng mán giống như đem đá đập đầu mình, bị sét đánh cho hóa đá luôn, cũng quá là ngu rồi mà, cái đậu xanh rau má. Bên kia cầu mới là cái bẫy chết người, còn dung nham này thì không, kết quả là hắn đã vô tình đụng phải, vượt qua khảo nghiệm của cửa ải đầu tiên này, đúng là tự mình làm hại mình mà. Nhưng mà vẫn còn may mắn, đây mới chỉ là cửa ải đầu tiên, phía trước vẫn còn rất nhiều cửa ải nguy hiểm khác, hắn cho rằng mình vẫn còn có cơ hội đi đáp chiếu. Sau đó liền nhìn xung quanh thật nhanh, đây là một cái căn phòng kín, bốn cửa đông tây nam bắc đều có cửa ra tương ứng chữ ghi trên các cửa là tài phú tu vi mỹ sắc và thoát hiểm điều này làm cho cô ẻm lão đại giật mình không hiểu đây là cửa ải thứ hai sao chẳng lẽ cũng là loại lựa chọn cửa sao trên cửa lần lượt có ghi phú quý tu vi và mỹ sắc là có cái ý quần què gì chứ chẳng lẽ là đi vào những cửa này thì có thể đạt được những thứ tương ứng hay sao chứ còn cái cửa thoát hiểm có nghĩa là sẽ không mang theo bất cứ thứ gì không đạt được thứ gì chỉ là từ bỏ tất cả và rời đi chọc quay sang thì thấy Dịch Đại lão đang đứng tần ngần ở trước cửa thì rất ngạc nhiên, không hiểu Đại lão đang muốn làm gì mà đứng ở trước cửa thoát hiểm này. Thấy Đại lão động đậy muốn đi vào, ba khứa vội vàng chạy tới ngăn cản, "Ân nhân ơi, xin hãy dừng lại." Khiến cho Dịch Phong ngạc nhiên nhìn mấy con hàng này. Cô ẻm lên tiếng khuyên ngăn, "Ân nhân của ta ơi, cửa thoát hiểm đó rõ ràng là nhằm mục đích khiến người ta trong lúc gặp khó khăn nguy hiểm không còn đường nào khác thì có thể rút lui mà." Gầy cũng lo lắng, rời đi như thế này chẳng lẽ là đồng ý từ bỏ quyền truyền thừa khảo hạch hay sao chọc ta cũng khẩn trương nhìn đại lão đúng vậy à ân nhân của ta cho dù ngài có bố đời tới mức coi phú quý sắc đẹp hay tu vi đều ra rác rưởi thì chí ít ngài cũng phải có được truyền thừa chứ lúc này dịch cá mặn giống như một vị thánh thuần khiết tỏa ra hào quang xung quanh bắt đầu múa mỏ giảng giải đạo lý những gì mà các ngươi nhìn thế giới này không phải là những gì mà ta đang nhìn thấy và những gì mà thế nhân này đang theo đuổi cũng không phải là những gì mà ta mong muốn toàn mấy cái thứ dùng để dụ dỗ người ta vào tà giáo mà. Nhưng mà nghe những cái thứ này, khiến ba khứa há hốc mồm trước sự bố đời của đại lão, ân nhân của chúng ta quả nhiên là thế ngoại cao nhân mà, khinh thường tất cả mọi thứ. Nhưng bọn họ đâu thể nào hiểu được mục đích chuyến đi này của hắn là muốn đi bán muối, ba cánh cửa tu vi, phú quý, mỹ sắc nhìn như là rất nguy hiểm, cho nên người bình thường chắc chắn sẽ không ngu ngốc mà trực tiếp chọn đi vào những cánh cổng này, bọn họ sẽ cho rằng cửa thoát hiểm chính là chìa khóa để vượt qua cái cửa ải này sau khi vượt qua cửa ải đầu tiên một cách đơn giản và hú hồn chim én như vậy dịch phong đoán rằng hắn có thể hiểu được suy nghĩ của người thiết kế ra cái cửa ải này đó là dịch phong ấn tay vào cánh cửa vẻ mặt rất lấy làm vui sướng cái thằng người chắc chắn là cái chỗ thoát hiểm chính là mấy cái cánh cửa tưởng rằng nguy hiểm kia còn cái cửa thoát hiểm này chính là con đường tử vong nguy hiểm nhất ở đây lập tức dùng lực đẩy mở cánh cửa để đi tìm chết theo phán đoán của mình nhìn hắn cứ thế mà bước vào cửa thoát hiểm cô ẻm tóc vàng mặt ngây ngốc ân nhân của chúng ta cứ đơn giản như vậy mà đi vào đó sao? Chọc đầu thì bây giờ chỉ quan tâm, bọn họ nên làm cái gì tiếp theo mà thôi. Sau đó, ba khứa mỗi người đứng đối diện với một cánh cửa trong đó, thầm nghĩ nếu có thể có được những thứ này. Thì cho dù chúng ta không có đạt được truyền thừa cuối cùng thì cũng không lỗ vốn, chúng ta hãy thử xem, biết đâu những thứ này sẽ thay đổi tương lai của chúng ta đó, ba khứa đều rất hồ hởi. Bọn họ nhìn ba cái cánh cửa phú quý, tu vi và mỹ sắc trong ánh mắt đầy nóng bỏng và ham muốn, dục vọng của con người bình thường cũng chỉ có những thứ này chọc đầu thì chọn cái cửa phú quý với hắn thì tiên tinh là trên hết ước mơ của hắn là trở thành người giàu nhất thế giới này tới lúc đó thì hắn thậm chí có thể mua được toàn bộ phong nguyệt đảo sau đó hành hạ nhưng kẻ từng đối xử bất công với hắn nghĩ thôi mà đã chảy cả nước miếng với cô em tóc vàng thì nỗi đau duy nhất chính là tên bạch cập đó nàng ta mong muốn đi vào cửa tu vi một khi nàng ta trở thành cao thủ siêu cấp vô địch tới lúc đó thì nàng ta muốn xem xem con hàng bạch cập kia làm cách nào để kiêu ngạo với nàng, làm cách nào để ức hiếp nàng nữa. Nàng sẽ hiếp lại hắn, khiến hắn gọi nàng là lão đại và cầu xin nàng tha mạng cho hắn, nghĩ thôi đã thấy nứng hết cả người rồi. Với gầy thì chỉ có một mong ước là được các em gái bu đầy người hắn, hầu hạ hắn, yêu hắn, giống như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, tây lương nữ quốc mà nam nhân nào cũng mê đắm say. Đột nhiên lúc này, cô ẻm tóc vàng không rét mà run, sực nhớ lại những vì mà vị đại lão kia đã nói trước khi rời đi, những gì mà thế giới này nhìn thấy không phải là những gì mà ta nhìn thấy. Và những gì mà thế giới này theo đuổi không phải là những gì mà ta theo đuổi. Cô nàng chợt tỉnh ngộ, không đúng, những cái trước mắt nàng và đám đàn em chỉ là ảo cảnh mà thôi. Thế là lập tức và cho hai thằng mỗi thằng một cái lăn quay ra đất sùi bọt mép. Cô nàng lớn tiếng quát, hãy tỉnh ngộ lại mau lên, không có bữa trưa nào là miễn phí cả. Đây rõ ràng tất cả chỉ là ảo cảnh dục vọng mà thôi, nếu như các ngươi bị mắc kẹt ở trong đó, các ngươi sẽ chết mục xương ở trong đó đến hết đời đó. Sau khi đánh cho hai thằng tỉnh ngộ, nàng quay đầu nhìn vào cánh cửa thoát hiểm mà vị đạo lão kia rời đi, nhẹ giọng nói với hai khứa, "Ân nhân, có lẽ ngay từ đầu đã nhìn thấu bản chất của cái ảo cảnh dục vọng này rồi, cho nên mới lựa chọn rời đi một cách không do dự." Dứt khoát như vậy, lời của Ân nhân giống như tia nước trong suốt xuyên thấu tận tới xương tủy của ta, khiến cho ta tỉnh táo lại, nếu như không có lời cảnh tỉnh của Ân nhân, thì chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong đó cho tới đi bán muối. Rất nhanh, Ba con hàng này ba chân bốn cẳng chạy vào trong cửa thoát hiểm, chúng ta không nên nghi ngờ và chất vấn ân nhân của mình, chỉ có đi theo ân nhân thì chúng ta mới có thể có được cơ hội sống sót rời đi, tóc vàng hét lớn, ở đằng sau, béo gầy cũng thông suốt, hãy theo sát bước chân của ân nhân đại lão. Còn Dịch Cá Mặn, sau khi đẩy cửa bước ra, thì trước mặt hắn hú hồn chim én, là một chiếc bia đá, trên bia có ghi hai chữ lớn như đống ức của Khánh, thông qua. Điều này khiến cho hắn ngã quỵ gối, "Ôi mẹ ơi!" suy nghĩ nhiều quá thành ra lại bị trêu đùa rồi, phải chọn các cánh cửa mang dục vọng kia mới đúng. Hắn cũng nhận ra cái cửa ải thứ hai chính là khảo nghiệm dục vọng, chỉ có đi vào các cánh cửa tiền tài, mỹ sắc. Tu vi kia mới có thể đi gặp Diêm Vương được, nhưng mà tất cả cũng quá muộn rồi, tặc lưỡi, thôi được rồi, quên đi thôi, trên đời không có thuốc hối hận. Vì vậy Dịch Phong tiếp tục cất bước hướng về phía trước, nghe nói rằng tử vong truyền thừa này có rất nhiều cửa ải, mỗi cấp độ sẽ càng nguy hiểm hơn tức là các cửa ải phía sau sẽ càng nguy hiểm hơn các cửa ải phía trước, vì vậy mà hắn cho rằng cửa ải tiếp theo chắc hẳn là sẽ có những thứ gì đó càng đáng sợ hơn, càng nguy hiểm hơn. Nhưng mà sau một hồi lang thang nhặt lá đá ống bơ, méo hiểu thế quần què nào, dịch đại lão lại mò tới hẳn cái cánh cửa cuối cùng. Điều này làm cho hắn hồ nghi lắm, cứ nhìn ngó xung quanh, lại thêm một lần đại lão tưởng tượng lại bị bỏ đá rồi. Hắn đâu biết ở phía sau, trong bóng tối ở một cái dị độ không gian khác vẫn luôn có một cái linh thể đi theo và theo dõi hắn mọi lúc mọi nơi ha 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 với cái dũng giả chi tâm cứng rắn và khả năng chống cự từ chối ham muốn dục vọng mà không có một chút do dự hay nháy mắt nào cả vậy thì ngươi có thể trực tiếp được truyền tống tới cửa ải cuối cùng đây chính là quy tắc mà hắn đặt ra cho cái tử vong truyền thừa này còn ở trong khảo nghiệm dịch phong vẫn đang lang thang mò mẫm sương mù dày đặc quá khiến hắn không nhìn thấy gì cả đột nhiên phía trước xuất hiện một cái gì đó khiến cho vẻ mặt dịch đại lão giật mình đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm phía trước đầy khó hiểu. Thì ra ở phía trước xuất hiện một cái vực sâu không đáy, bên dưới đen ngòm, còn bên trên xuất hiện 16 cái cây cầu gỗ bắc qua hắc vực đó, làm cho dịch đại lão băn khoăn đứng đó nhìn ngắm một lúc lâu. Sau đó thì vẻ mặt vui vẻ, hắn đoán rằng trong số 16 cây cầu này, không hề nghi ngờ sẽ chỉ có một cây cầu là đường sống, còn những cây cầu còn lại đều là con đường tử vong hết. Ở dị độ không gian, cái linh thể kia cũng nhìn dịch phong thầm nghĩ, trải qua vô số thời đại từ khi tử vong truyền thừa này lập nên đã có vô số tu luyện giả tiến vào khảo nghiệm truyền thừa cũng có không ít những thiên tài và cao thủ mạnh mẽ tiểu tử này cũng không phải là người duy nhất có thể vượt ải đến được chỗ này nhưng tất cả những kẻ trước đó đều đắp chiếu ở cái chỗ cây cầu tử vong này hắn muốn xem thử xem tên gia hỏa này sẽ lựa chọn như thế nào hắn liếc lại nhìn ba con hàng tử sĩ chạy theo dịch phong giọng lạnh lùng sự ám ảnh của các ngươi rất phi thường nhưng khả năng tập trung của các ngươi lại quá yếu đuối nếu như không phải đi theo nam tử mặc áo bào trắng đó, các ngươi đã chết hàng nghìn lần rồi. Ở cửa ải cuối cùng này, ba người các ngươi không được phép quấy rầy tới hắn, cứ ở lại đây và chờ xem đi, nếu như hắn có thể vượt qua được cửa ải này, ta sẽ để cho các ngươi rời đi, nếu như hắn thất bại, hắn không nói rõ nhưng ai cũng hiểu, dịch phong thất bại, tất cả đều đi chầu ông bà ông vài hết. Hắn đã dùng trận pháp phong ấn ba khứa vào một cái quang cầu chật hẹp, ở trong đó ba con hàng này đang khóc hu hu cùng lo lắng và cầu nguyện cho dịch đại lão, ân nhân của chúng ta ơi, mạng sống của chúng ta đều đang nằm trong tay của ngài đó, ngài nhất định phải thành công vượt qua khảo nghiệm đó. Ta còn chưa muốn đi gặp tổ tiên đâu, gây gào khóc, hắn còn chưa biết mùi gái nữa, nếu cứ thế mà đắp chiếu thì quá đáng tiếc cho đời dai còn trinh của hắn rồi. Nhưng mà béo thì cho rằng, với cái tỷ lệ trọi một trọi 16, còn kinh khủng hơn cả tỷ lệ trọi thi đại học, thì cho dù ân nhân có mạnh tới đâu, cũng không thể nào chọn chúng được, 100% là chúng ta phải chấp nhận số phận của mình rồi, trong lúc hai khứa đang khóc lóc thì đằng sau, cô ẻm tóc vàng lại chuẩn bị táng cho mỗi thằng một cái, hết tập 303, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu nhé, hẹn gặp lại trong những video mới tiếp theo nhé.